Anh Sơn thân mến, anh có thể tổng kết lại trong số những sáng tác của anh bao nhiêu bài hát viết về tình ca? Tuy nhiên là bây giờ mình cũng nhớ rõ, tại vì mất trong chiến tranh mất đi rất nhiều bài hát, nhưng có lẽ bây giờ còn lại khoảng được trên 600 bài, 700 bài gì nữa, ít nhất là 500 bài tình ca. Nhưng mà như vậy là còn cả rất là nữa. Tuy nhiên là mình bị nhiều câu hỏi này và nhiều thứ tư đến hỏi, mà đa số là của nhiều cô và nhiều người này. Hỏi anh viết 500 bài hát có nghĩa là anh có 500 người yêu. Mình nghĩ là không thể nào mà trong cuộc đời này có thể 500 người yêu được. Tại cũng có khả năng để ai khỏe mạnh nhất cũng có 500 người yêu. Cho nên mình chịu. Thì bây giờ tất cả mình có 500 bài hát là 500 bài tình yêu. Nhưng có nhiều cái tình yêu là mình nhìn cuộc đời, mình thấy người ta yêu nhau, mình viết. Có tình yêu riêng của mình, cũng có tình yêu của tất cả mọi người. Đó. Vì vậy mình viết rất nhiều, tình yêu là vậy. Và có nhiều cái phải tư tưởng ra nữa. Yeah. Bởi vì có nhiều cuộc tình mình nghĩ, nếu bằng tư tưởng mình thì mình nghĩ là còn đẹp hơn nữa. Cho nên mình viết có những cái cuộc tình mà đầy tuyệt vọng trong đó. Thì cái tuyệt vọng đó nhiều khi mình chưa đủ tuyệt vọng như vậy, nhưng mình viết tuyệt vọng hơn. Và cũng có những cái mà hạnh phúc ghê gớm lắm, mình phải tưởng tượng là hạnh phúc hơn. Rồi còn quá tình yêu của bạn bè, của bằng hữu, của tất cả mọi người trong cuộc đời này nhìn. Tại vì mình là người là sao? Mình là người thích, thí dụ như mình đi qua Paris, mình thích ngồi nhìn ngoài phố, mình thích để nhìn những cái cặp tình nhân ngồi uống cà phê hoặc là đi trên đường phố yêu nhau. Mình nhìn, mình tưởng tượng. Và từ đó mình muốn là gì đó? Mình là hóa thân thành cái người đàn ông bên cạnh đi với cô kia để viết viết một tình như thế nào, tưởng tượng thôi, tuyệt đối là tưởng tượng nhiều. Trong 500 bài thì tưởng tượng hơn 2/3. Nhưng mà những cái bài hát thường về tình yêu của anh thì giai điệu nó buồn, da diết, đúng rồi, sâu lắng không anh? Nhưng mà có những cái nét nhạc khi nghe ra tôi không phải là của anh, nhưng khi nhìn lại tên tác giả thì Trịnh Công Sơn, chẳng hạn như bài Níu Tay Nghìn Trùng, cái e rất là Tây Nguyên. À, nghe có vẻ Tây Nguyên mà. Anh có thể có lẽ có lẽ như vậy, một phần là mình nghĩ là Níu Tay Nghìn Trùng thật sự bài nên làm việc ở Huế, nhưng mà chính là hát ở Tây Nguyên. Tại vì cái lúc mà phổi thì người ta làm cái điệu nhạc nó gần về Tây Nguyên hơn, tiết tấu gần về Tây Nguyên, thì cái melody của nó gần Tây Nguyên. Nhưng mà khi mình viết bài này làm việc ở Huế, buổi chiều mình ngồi ở một cái quán bia nhỏ, quán cà phê cái bia luôn, thì nhìn thấy có cái nam Huế xinh đẹp đi qua, mặc áo lụa và nắng buổi chiều nó chiếu qua cái cơ thể cô, thấy áo trong veo nhìn có thể trong suốt cả con người. Và lúc đó một trời đất đầu xuống ở thân nội, thành ở trong đó có câu này: áo lụa thiên không, là vậy, áo lụa thiên không, áo lụa giống như ở trên không gian mà trong veo như vậy. Và có mặt trời xa đã bay về gần như một cái điều, như một niềm tuyệt vọng cứ rùng xuống sau bờ thành, sau đó mình thấy gì cả. Từ đó mình viết bài này là vì vậy thôi, chứ không có yêu đương gì trong cái bài này cả. Thật sự tình yêu ở Tây Nguyên thì nhìn thấy yêu cuộc đời và thấy cuộc đời hàng có đẹp, có những lúc rất đẹp, mà nhất là ở Huế mà ở Hà Nội buổi chiều mà ngồi nhìn nắng buổi chiều xuống đẹp không thể nào tưởng tượng được. Và cái cô gái đó đi qua mặc áo lụa, đi qua một cái hàng cây mũi như vậy thì đẹp lắm. Dạ. Vậy thôi. Còn trong bài hát này thì Trịnh Vĩnh Trinh thể hiện cái phong cách Tây Nguyên như vậy, anh thấy có thích không? Thì hay, thì là. Dạ. Thì là. Nói chung cái này lúc nãy mình có nói rồi là gì nữa? Tất cả Trịnh chọn những bài trong này, lần đầu tiên mà chọn những cái bài, thứ nhất là những cái bài trong này gần như trước đấy chưa ai hát. Nhưng mà Trịnh chọn như vậy cũng nghĩa là sao nữa? Chọn những bài tương đối là khó làm cho hay. Yeah. Nhưng mà làm cho hay được thì là tốt quá, rất tốt. Tức là ngoài cái kỹ thuật của chất giọng còn phải có một cái tâm hồn. Tâm hồn, tại vì mình nghĩ là tại vì chính là em của mình nên bắt buộc phải hiểu mình làm điều gì đó. Nhưng trong này có nhiều bài cũng khó hơn nữa, thì dù như cái bài rất khó hát là bài Môi Hồng Đào, là bài khó hát lắm. Bài Môi Hồng Đào là rất bài khó hát. Cái bài này là ở đấy mình định phổ biến lâu rồi, nhưng mà cuối cùng ai mình nhìn thấy rất khó để thành công cái bài hát này. Yeah. Nhưng trên hát bài này thì mình tin là rất thành công. Là cái bài rất khó hát. Cái bài này là viết như vậy này: mình đi qua trường Đồng Khánh, nhìn thấy một cái hàng ngàn học sinh, nữ sinh Đồng Khánh mặc áo trắng,
như đàn chim ríu rít á, ríu rít ở trên sân trường. Mình nghĩ đến cái tuổi 16, mà lúc đó khi viết bài này thì bắt đầu là mình nghĩ có lẽ là cái tuổi mang lại hạnh phúc cho con người nhất là cái tuổi này. Cái người mà bằng tuổi có thể yếu tuổi này, người lớn tuổi hơn thì mơ ước nhìn ngắm mãi trong cuộc đời này để sao để trẻ, làm cho mình trẻ lại. Thế đó là bài hôm đó bài khó hát nhất. Cho nên cái bài này có lẽ là Trinh là người đầu tiên hát mà không khó ai hát thành công hơn, mình tin như vậy. Bài khó hát lắm, rất khó hát. Và đặc biệt là trong những cái bài hát hoặc là đặt tựa của những bài hát của anh Sơn thì anh tìm những cái sự sắp xếp về từ ngữ nó rất là mới và nó rất là độc đáo. Cái đó là anh cái này chắc cái này không có tài năng gì cả, nhưng chắc là trời phủ cho một cái nắng khiếu như vậy mình làm thôi. Còn người ta nói mình thiên tài cái này kia, cái chữ đó mình thích bao giờ có chuyện tài. Đây là vấn đề tài năng, vấn đề có tài năng công nhận một phần, nhưng có lẽ là nó được mình là cái người nhìn ngắm nhiều ở cuộc đời này, mình gặp cái gì mình nói cái đó thôi, không có phìa ra chuyện gì cả, toàn tất cả là sự thật lời nói thôi. Nhưng cái cách nói có thể cái cách nói mình nó đối với nhiều người nó hơi lạ đó, vậy thôi, không ngoài ra, không có, tất cả đây là có thể là một cái nắng khiếu mà trời sinh, vậy thôi. Mình làm, mình làm cái gì của cuộc đời chó mình thì mình làm vậy thôi. Còn mình không hiểu gì về ngoài chuyện bao nhiêu chuyện khác mình biết, không hiểu. Kính thưa quý vị, và bây giờ quý vị cùng thưởng thức Nếu Tay Miền Trung và Môi Hồng Đào. Rơi
hiểu.